Sáng 27 tháng 1, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 2 năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị. Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định Tháng 1 năm 2022, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng đảng bộ và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, hoàn thành chương trình kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình trong quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, phòng chống dịch Covid-19, hoạt động của quân và dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, bảo đảm tốt công tác an ninh an toàn. Các cơ quan đơn vị phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, làm tốt công tác dân vận hỗ trợ quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh, hiểm nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, dịch Covid-19. Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, các đối tượng chính sách và nhân dân trên các địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả thường xuyên và đột xuất đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong tiến hành công tác dân vận, chú trọng quan tâm chăm lo các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, bảo đảm tốt hậu cần trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng trực Tết. Các cơ quan đơn vị quán triệt nghiêm túc đến cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.